Hello, Mạnh Tiến xin kính chào tất cả mọi người. Mình là người chuyên review tất cả những dòng mixer hiện đại nhất Việt Nam, từ cổ chí kim, từ kim đến cổ. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một loạt mixer ở đây. Đây, mình đang trưng bày đây. Đấy, thưa anh em, những ai đã và đang nghe nhạc ở trong gia đình nhà mình, dùng những âm ly đã cũ kỹ, chuẩn bị vứt đi. Đấy, và lồi đồng cuối đá ở trong nhà ngứa mắt quá, không biết làm thế nào. Thì hôm nay em xin một số tư vấn cho anh chị như này. Có hai dòng mixer anh chị nên mua, nên sử dụng. Đây, đó là chiếc mixer F4. Đây, anh chị lên mua F4 và F7. Đây, chiếc mixer F4 hai line và mixer F7 5 line là hai chiếc mixer giá tầm trung anh chị em nhé, là hai chiếc mixer giá tầm trung ở trên thị trường. Đấy, tại sao mình nói giá tầm trung? Khi mà anh chị mua những chiếc mixer này về, lúc này âm y chỉ có tác dụng là cục đẩy, chỉ đẩy nhạc lên thôi. Còn tốc độ mic nhạc hay là micro xử lý âm thanh hay không, trầm hay bỏng, tốt hay không thì đều là ở F4 và F7 nó sẽ xử lý được hết toàn bộ âm thanh. Đấy, thì lúc này âm y nhà mình coi như không sử dụng nữa, chỉ đẩy thôi, chỉ vặn to nhỏ thôi. Thậm chí không cần vặn to nhỏ, con này nó sẽ điều chỉnh hết, chỉ cần kết nối với âm đi. Đây, thì giá ở bên Mạnh Tiến đang bán ở giá thị trường ấy, nó khoảng dưới 1 triệu là anh chị em thì mình sẽ có ngay chiếc F7 hoặc F4. Con F7 thì có màn hình Bluetooth, đây anh chị em mình có thể chơi được Bluetooth và chỉnh năm nay. Con này thì nếu mà đánh về hội nghị, nó đi chơi hội nghị hội trường thì hơi kém một chút anh em ạ. Thực tế nó hơi kém một chút, thì nó chỉ sử dụng, mình nghĩ là gia đình nó là hợp lý, hay dành cho những cái bạn nào yêu ca hát và cũng có khả năng thích live stream nhá. Thích live stream thì mình sử dụng F4 và F7 được chưa ạ? Thứ hai, mình giới thiệu cho anh em nhà mình một những cái dòng mixer mà tầm bán tầm trung chuyên nghiệp, gọi là bán chuyên nghiệp. Đây, FX8, chiếc mixer này rất phổ biến. Các anh chị có để ý nó đi bất kể cả một hội chợ nào hay một phòng trà ca nhạc mini nhỏ nào bán kính khoảng 200m2 thì tất cả đều sử dụng chiếc mixer FX8 này. Con này nó tổng là 8 line, chạy được 8 đường mic anh em nhá. 8 đường mic dành cho những người ví dụ là 8 x 2 16, em tính qua là 16 micro. Đấy, nếu mà ở trường học dùng quá ok, tuyệt vời. Đấy, hoặc là âm thanh ánh sáng hội nghị tuyệt vời. Con này live stream ra cũng được, nói chung là cũng được, nhưng mà nó không có tính năng live stream, hát rất kém. Đấy, live stream rất kém thì mình chỉ để hát thôi, hát karaoke thôi, làm hội nghị. Đấy, làm hội nghị chứ nó ra nhạc thì bình thường anh em nhé. Làm hội nghị có nghĩa là làm hội thảo hội trường để dùng sử dụng nhiều mic, nhiều sự người xử lý âm thanh. Anh chị lưu ý giúp em, những con mixer nào có rất nhiều cổng mic như thế này thì lên làm hội trường nó là hợp lý nhất. Đấy, thì trên đây là ba cái mixer mà bán tầm trung trong gia đình. Còn hai cái mixer này này, hai mixer này là hai con mixer mà mình đánh giá là hot nhất trong thời gian năm 2021 này, khẳng định phải nói là hàng tàu, nhưng nó là hàng chuẩn. Nếu mà ông nào mất tiền bỏ ra 1 triệu đồng để mua cái mixer hàng tàu này, nếu mà không hay, tôi xin thua các ông luôn, cho đến ông rớt cả hàng nhà tôi tại đây luôn. Lý do tại sao tôi dám chắc chắn như vậy, hôm nay tôi giới thiệu các anh là con mixer G4 này. Con mixer G4 này tích hợp đầy đủ cả delay và dì vật. Anh em nào làm âm thanh chắc chắn biết delay là dì vật là gì, là nhại, là vang, là echo. Đấy, nó làm cho xử lý âm thanh mình tiết chế hay hơn, làm cho sự xử lý mềm mại hơn, giọng người nào yếu có thể hát hay hơn này, đẩy cao hơn này, âm thanh vòm sâu rộng hơn. Cái điều đặc biệt cái của con mixer này thì nó có tích hợp tính năng là live stream, hát được karaoke. Dành cho những nhà nào mà tiết kiệm trong gia đình, mình có thể mua cái bộ này về, nó tặng kèm cho anh chị hai micro. Tặng kèm cho anh chị hai micro thì anh chị mình có thể quá là tuyệt vời rồi. Ví dụ như một con loa kéo mình bày như này, nhà mình đang có một con loa kéo như thế này. Đấy, con loa kéo như thế này thì nếu mà để mà hát thông thường âm thanh rất dở, rất tệ. Nhưng khi con này đấu lối vào, nó mic lại nhạc lên, mic lại nhạc. Cũng giống như anh chị em nhà mình đi mua xe ấy, đi mua xe máy thế thôi. Mua con Honda đổ xăng A92, đổ xăng A95 chạy khác hẳn. Đấy, nó mic lên, nhạc khác hẳn hoàn toàn anh em nhá. Đấy, hai cái mic này rất là đẹp. Toàn bộ bằng kim loại nhá, kim loại nhôm. Dùng rất tuyệt vời. Đây. Báo số màn hình địa hiển thị đèn LED 3D có hết. Đây. Thì những cái dòng mixer này thì mình nên mua, sử dụng trong gia đình, âm thanh mini thì là tuyệt vời. Tôi nghĩ là như vậy. Còn các bạn phải trải nghiệm, các bạn dùng một thời gian thì mới đánh giá được kết quả và sản phẩm. Còn chiếc mixer tiếp theo tôi muốn nói ở đây là chiếc mixer Max 99. Đấy. Tại sao tôi lại để nó ngoài cùng? Nó nhỏ nhất mà tôi lại để nó ngoài cùng, anh em biết vì sao không ạ? Vì cái chiếc mixer này lần đầu tiên tôi thấy nó tích hợp tất cả những cái gì tinh tú nhất của những chiếc vang cơ và vang số trộn lại. Đấy. Trộn lại để nó vào đây. Vào đây làm gì? Để âm thanh nó hay hơn, nó xử lý. Con này là 16 chế độ vang. Anh em nào mà có chơi đồ thu âm ấy, biết cái sao cả Icon U-Pop Pro ấy, 72 chế độ vang hoặc là U16K3 biết ngay đến con này. Âm thanh vang siêu hay nhá, tinh tế mức độ là trầm bổng cũng có.
trầm bổng. Những người nào mà kiểm âm rất giỏi biết ngay là trầm bổng là cái gì đấy. Thì con này khi mà anh em mình kết nối với loa kéo, tôi khẳng định chấp toàn bộ mọi mixer ở đây, kể cả con hơn 2 triệu kia nó cũng chấp được. Nếu về chỉnh nhạc đây, tôi ví dụ như con này FX8 này, nếu về chỉnh nhạc con này hơn 2 triệu, nhưng con này chỉ hơn 1 triệu thôi. Con FX8 này không có cửa so với con này, nói thẳng với anh em không có cửa. Vì sao nói vậy? Tại vì nó mới ra, nhưng nó hay ở một chỗ độ bền thì tôi chưa nói, độ bền chưa nói đến, nhưng mà nó hay ở cái chỗ là như này, con này nó có thể tích hợp được vang số, delay gì vào nó cực kỳ hay, mềm mượt kinh khủng. Nói với anh như vậy, con này cân nặng khoảng 1 kg, 1 kg thì con này nó có 4 đường tiếng, ra 4 đường tiếng micro, thì nó có hiệu ứng màn hình ở đây, màn hình direct hiển thị này, màn hình vang hiển thị ở đây, chạy y vang số vang cơ. Anh em nào sử dụng vang số vang cơ thì đều biết đấy. Thì vừa rồi mình là Mạnh Tiến mình chia sẻ cho anh chị em nhà mình những cái dòng mixer cao cấp hay là bán cao cấp. Ông nào vừa tiền đấy thì là muốn mua cho gia đình nhà mình dịp Tết đến xuân về 2021 rồi, mua con F4, F7 sử dụng để livestream karaoke bình thường xã giao đấy, ok để dùng F4, F7 này. Bạn nào cao cấp hơn một chút, tầm trung, dùng con G4 và con F8 này sử dụng cho hội trường này, con này sử dụng cho hội trường này, con này sử dụng cho livestream chuyên nghiệp hơn này, xử lý điều tiết âm thanh dùng cho loa kéo hay hơn anh chị em nhá. Còn nếu mình dùng cao cấp thì mình dùng con này, cũng không phải là cao cấp, theo em nghĩ là cái giá là khoảng 2 triệu trên dưới 2 triệu trên thị trường, nghĩ là dùng được, nhưng âm thanh nó hay, âm thanh rất là hay, tuyệt vời, thì anh chị em mình nên mua đấy. Thì nếu ai ở Sài Gòn muốn test âm thanh trực tiếp sản phẩm thì mời qua cửa hàng 28 đường số 9, phường 13, quận 6, nhà mình sẽ là nơi thắp sáng tất cả mọi đam mê. Anh chị em mình không cần mua hàng của Mạnh Tiến, chỉ cần để lại số điện thoại, em sẽ hướng dẫn bình luận đấy cho tất cả các anh em chị em nhà mình, khúc mắc gì em giải quyết cho, được chưa? Nếu thấy hay thì nhớ nhai like, đăng ký kênh cho em nhé. Một nữa xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào.